Thu Hiền TV. Cục cưng, ăn đi. Ở đây vẫn còn có hai người độc thân đây này. Tôi mới có người yêu rồi nha. Ở đây chỉ có mình ông là chưa có thôi. Này, chính ra Hiếu chỉ bẩn một chút, nghèo một chút, đen một chút, hèn một chút, không có việc làm một chút, đã thế còn vô duyên một chút. Tôi cũng có người yêu rồi, chẳng qua tôi chưa muốn công khai thôi nhé. Người yêu tôi là Trinh ở trong TV kia kìa. Ủa? Đây là hoa quả thương hiệu Evergood. Ê, thật á? Đúng, Trinh là người yêu tôi. Ông nói xạo cũng vừa vừa thôi. Bây giờ ông nói Khải đi thi hoa hậu đạt giải nhất, tôi còn tin. Đùa, ông chỉ nói vớ vẩn. Thực ra Trinh cũng có người yêu. Người đó trông như thế nào vậy? Người ấy gầy một chút, hơi đen một chút, thân thiện, dễ thương và đặc biệt rất nghe lời. Mọi người nghe rõ người ta tả về tôi chưa? Chị có thể bật mí đó là ai được không? Đó là chú chó nhà tôi. Hóa ra nãy giờ Trinh tả con chó à? Đây là Trinh nói ẩn dụ thôi, chứ sao Trinh thích chó được. Tình yêu sét đánh thôi. Như vậy chị có tin vào tình yêu sét đánh không? Chị không tin vào tình yêu sét đánh. Hóa ra ông nói phét à? Tôi sẽ dẫn Trinh đến dự sinh nhật tôi, cứ chờ đấy. Chúng tôi chờ đấy. Cái gì? Con muốn bố giúp con quen Trinh á? Vâng, bố làm quay phim mà, bố giúp con đi. Đẹp trai tài giỏi như bố mà còn không quen được nó, anh tuổi gì mà đòi quen được hả? Không, vớ vẩn. Bố không giúp thì thôi. Xin giới thiệu, đây là bạn gái tôi. Em chào mọi người đi. Chào mọi người, em là Trinh, người yêu anh Hiếu. Ủa, ai đến chơi à? Người yêu tôi xin không. Hả? Em hôn anh một cái đi. Ôi dồi ôi, chắc mình phải giúp nó thôi. Hết cứu rồi. Sao lâu thế? Lúc này có một người xuất hiện, đó chính là Hiếu. Phong cách hôm nay của cậu khiến bố hết sức ngỡ ngàng. Con đến rồi đây. Ôi trời ạ. Chào bố yêu. Anh đi sự kiện à? Bố kêu anh lên đây để phụ bố cơ mà. Anh mặc cái gì thế này? Thì bố bảo con ăn mặc lịch sự còn gì. Anh kiếm chỗ nào ngồi tạm đi, bố ra kia có chút việc. Vâng ạ. Tí đi nhậu không? Đi. Ê, ai thế kia? Để tôi ra hỏi. Anh còn gì không? Không, em chỉ xem một chút thôi. Anh cần gì thì gọi em nhé. Sao rồi? Cậu ta bảo cậu ta đến xem thôi. Chẳng lẽ đây là chủ tịch đi thị sát? Chú Long, chú biết tin gì chưa? Chủ tịch đến đây. Đâu? Kia ạ. À? Chủ tịch đi chú ạ. À? Chú. Hai cậu ra chỗ khác đi. Em chào anh ạ. À. Chào em, anh là... Chủ tịch. Rất vui được gặp anh. Nhưng... Alo, bố ạ. À? Giờ nguyên cái ekip tưởng anh là chủ tịch đấy. Chủ tịch? Thôi thì được, nước lớn tới luôn đi con. Bố, có chuyện gì vậy anh? Anh cũng không giấu nữa, anh là chủ tịch. Từ đó, Hiếu và Trinh bắt đầu tìm hiểu nhau. Cái này là của em. Ăn đi. Vâng. Người gì đâu, chả có tí ga lăng gì cả. Trinh, anh đến rồi đây. Để anh chèo ô cho em nha. Em cảm ơn. Ơ, nhưng sao vẫn ướt thế này? Úi giời ạ. Anh cầm lấy, tự che cho mình đi. Ơ kìa, Trinh. Đợi anh. Để anh che cho nào. Đừng giận nữa. Em đau chân quá anh ơi. Thôi, em đi giày của anh đi.
Cố lên em. Anh tin em làm được. Đi thôi nào. Đi. Đây là người yêu tôi. Em chào tất cả mọi người ạ. Oh my god. Này, không ngờ Hiếu là người yêu chinh thật đấy. Hôm nay là sinh nhật của Hiếu. Chúng tôi có món quà tặng cho Chinh. Tặng tôi á? Đúng đấy, đây là món quà chúng tôi tặng bạn đó. Còn đây là món quà tôi dành tặng riêng cho ông đấy. Ông đúng là bạn chí cốt của tôi. Ờ, giữ lại là giữ lão. Thì ông nợ tôi 500.000 còn gì. Tôi không đợi ông nữa. Coi như tôi tặng quà sinh nhật cho ông luôn. Anh cứ đùa, anh Hiếu là chủ tịch, làm sao nợ anh 500.000 được. Ê, Hiếu là chủ tịch đó. Bố nó là quay phim, nó còn chưa có việc làm, đòi lời làm chủ tịch. Hiếu, anh nói gì đi? Anh là đồ lừa đảo. Vậy là lời nói dối của Hiếu đã bị vạch trần. Chinh. Cô em đi đâu vội thế? Cho anh làm quen cái. Anh bỏ tôi ra, bỏ ra. Biến đi. Không được động vào cô ấy. Nhớ đi. Em có sao không? Em không sao. Chinh bỗng ngẩn ngơ suy nghĩ về Hiếu. Tuy anh nói dối về thân phận của mình, nhưng những cử chỉ quan tâm của Hiếu dành cho Chinh trong thời gian vừa qua, cô có thể cảm nhận được đó là thật lòng. Anh, em xin lỗi. Em không sao là tốt rồi. Mình về thôi. Vâng. Tình yêu chân thành thực sự là tình yêu xuất phát từ những gì bạn có, những gì đang nằm bên trong tâm hồn bạn hướng về người khác. Tình yêu không có chỗ cho sự dối trá. Mong bạn tìm được một người yêu mình bằng tất cả sự chân thành. Không biết cuộc phỏng vấn của mình sẽ như thế nào nhỉ? Ôi, chân của tôi. Ông ơi, ông có sao không ạ? Để con đỡ ông lên đã nhé. Mình qua kia nhau. Cảm ơn cháu, cháu gái tốt bụng quá. Dạ, không có gì đâu ạ. Thôi chết, buổi phỏng vấn của mình. Ông ơi, ông ngồi đây nhé, cháu có việc gấp ạ. Ừ, cháu cứ đi đi. Cháu chào ông ạ. Con bé thật là tốt bụng quá. Cô là ai đây? Dạ, em đến phỏng vấn ạ. Chúng tôi kết thúc buổi phỏng vấn rồi. Em xin lỗi vì đã đến trễ. Anh chăm trước cho em lần này được không? Công ty nào cũng có quy định cả rồi. Thế là xong rồi. Cô gì ơi? Dạ vâng. Bên trên vừa gọi điện, nói có thể cho cô một cơ hội nữa. Thật sao ạ? Đích thân chủ tịch sẽ phỏng vấn cô. Hả? Chủ tịch phỏng vấn ấy ạ? Cố lên nào. Chào cô. Sao lại là ông? Không sai, ta là chủ tịch của công ty này. Dạ, đây là hồ sơ của cháu ạ. Dạ, ngài thấy cháu có đủ điều kiện không ạ? Thật không thể tin được mà. Thành tích của mình tệ đến mức đó sao? Cháu xin phép ạ. Thành tích quá là tuyệt vời. Ý ngài là... Một người như cháu không nhận thì rất là lãng phí. Ngày mai cháu bắt đầu đi làm nha. Cảm ơn chủ tịch ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, cháu chuẩn bị về đi. May quá. Hả? Giày của mình đâu rồi nhỉ? Đó.
Thôi chết, tiêu đời rồi. Đứng lại. Xin lỗi. Định chôn à? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh à. Xin lỗi mà xong à, hả? Dừng đây. Hả? Cô ta là nhân viên ông mới tuyển ấy à? Đúng vậy. Trông chẳng ra làm sao cả. Cầm lấy. Thôi, cháu về phòng làm việc đi. Thôi, cô bé vừa giỏi vừa tốt bụng. Ông đã xem hồ sơ rồi, không có gì phải chê cả. Trời ơi, cháu trai của ông còn tài giỏi, xuất chúng gấp bội. Xuất chúng thế mà vẫn ế đây thôi. Thế định bao giờ cho ông ăn cổ đây? Thôi chết, cháu mới nhận ra là cháu có cuộc họp gấp, phải đi ngay. Cháu đi đây ạ, cháu chào ông. Này, nhóc con chỉ giỏi đánh trong làng thôi. Cái gì đây? Mỗi sáng ra đã họp gấp. Có vẻ hôm nay sếp mới bị bồ đá. Sếp làm gì có bồ mà bị đá. Con mà đi đường vấp vào cục đá thì có. Dạo này tôi thấy mọi người làm việc rất chỉnh mãn. Đúng nhận sai cả hộ tôi cái. Anh chị định giữ cái tình trạng này đến bao giờ? Nhân viên mới, mang tài liệu tôi dặn tới đây. Dạ đây ạ. Không phải cái này. Anh ơi, cô làm ăn như thế à? Đây mà là tài liệu tôi cần à? Dạ, để em. Có thế mà không tìm được à? Cô ra ngoài đi. Hết giờ rồi, về thôi. Bọn em về đây sếp ạ. Thôi, về nhà thôi. Là em à? Ui, cô dọa chết tôi rồi. Cô làm cái trò gì mà giờ còn chưa về vậy hả? Dạ, em mới làm, còn nhiều thứ chưa biết nên muốn ở lại học tập thêm ạ. Em xin lỗi đã dọa anh sợ. Ừ, nhớ về sớm đấy, trời cũng tối rồi. Dạ vâng, anh về ạ. Cũng chăm chỉ đây. Một thời gian sau. Anh ơi, em đọc báo cáo ạ. Cô mới từ lễ hội hóa trang về đấy à? Dạ, mấy hôm nay mãi đọc tài liệu nên em hơi mất ngủ à. Anh kiểm tra báo cáo giúp em. Cũng cố gắng đấy. Xem ra cũng giống với lời ông nói. Của anh này. Anh ơi, anh để ý chỗ này giúp em. Cảm ơn các anh nhé. Hết giờ rồi, về thôi các anh ơi. Chóng mặt quá. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai? May mà nhớ ra để quên điện thoại. Ôi, sếp làm sao thế này? Sếp, anh mau tỉnh lại đi. Sếp ơi. Sếp.
uống thuốc đi ạ. Anh đã thấy đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn cô nha. Sếp ơi, anh có tự về nhà được không? Hay là để em đưa anh về nhé? Vậy phiền cô rồi. Để em đỡ anh ạ. Tới nhà tôi đây rồi. Anh vào nhà đi, em về đây ạ. Khoan đã Chinh. Cảm ơn em đã giúp anh. Hay là em vào nhà chơi một lát đã. Dạ, không có gì đâu anh ạ. Cháu chào ông ạ. Bắt được quả tang đôi bạn trẻ đang hẹn hò trước cổng nhà nha. Không phải đâu mà. Thôi, hai đứa vào nhà đi. Mình vào nhà thôi em. Sao lâu thế nhỉ? Ôi, chào cô y tá. Nhìn thế này mà gọi người ta bằng cô à? Dạ, chào chị y tá ạ. À, anh chào em y tá. Thế anh muốn hỏi gì nào? Anh đưa vợ đi khám thai mà chẳng thấy cô ấy ra gì cả. À, bây giờ nhá, anh lên trên tầng, rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi vào xuống ngồi đây, là vợ anh ra đây. Ồ, vậy à, anh cảm ơn nha. Ôi giời ơi, mệt muốn chết mơ. Đi hết mấy vòng rồi mà vẫn chưa ra là sao? Ồ, vợ, xong rồi à? Giống mẹ. Ôi giời, vịt rồi à? Phẩm này là của ai? Của ai? Thôi được rồi, mình đi về đã. Buồn cười thế. Rồi ạ. Ở nhà không làm gì thì đi lại cho dễ sinh. Xem tivi tốn điện quá. Đừng có xem nữa đây. Ơ anh. Thật là. Anh, em khát nước. Cái khát nước là đúng rồi. Và đây, uống nửa chai thôi đấy. Còn lâu nhé. Ơ kìa, đã bảo uống nửa chai thôi mà. Đã quá. Bảo sao, hồi xưa yêu nhau, anh chẳng mời tôi được một cốc nước. Đưa anh cái chai. Thắc mắc cái gì? Ừ? Gì nữa đây? Trời ạ. Con gái của mẹ. Ơ, anh có biết ngoài trời đang 39-40 độ không? Mà tắt quạt của em, con nó nóng. Trời thì đang rét rung lên đường. Ở trong nhà bật quạt làm gì? Tiết kiệm điện đi. Lạnh thì anh vào trong kia mà đắp chăn đi. Em nóng lắm không chịu được đâu. Thoải mái quá đi. Ơ, đừng nói là nóng á. Em ra bờ ao, tận dụng gió trời để cho nó mát. Thế mà hồi xưa anh toàn hẹn tôi ra bờ đê bờ sông. Tôi lại cứ tưởng anh lãng mạn lắm. Phải cất vào kho mới được. Rồi à, ngồi tí quạt cũng không cho. Suốt ngày chỉ biết tiết kiệm tiết kiệm. Có một tí thôi mà cũng không được. Bố không thương mẹ con mình rồi. Con gái mẹ ngoan nha. Ôi, chị nhà có bầu à. Chúc mừng chị nha. Hóa đơn chị ơi. Ơ, sao chị lại khóc? Ơ hay, tiền điện tháng trước thu rồi, tháng này lại thu nữa à? Cái anh này hay nhờ. Tiền điện nhà anh là ít nhất khu này rồi đấy. 50.500. Ôi dồi, 50.500. Tháng này vô hẳn lên 500 đồng rồi này. Anh nói thế nào ấy? Khổ thế cơ chứ. Anh biết ngay mà, tại em bật quạt cả ngày đấy. Gớm, anh cứ nói quá, chứ em thấy tháng nào nhà anh chẳng như vậy. Anh đã bảo em rồi, 8 giờ bật điện là 9 giờ đi ngủ là vừa rồi, không nghe. Cái đồ hà tiện, tôi đi cho anh vừa lòng. Ơ kìa, đi đâu đây? Đấm mạnh lên tí đi. Bố mẹ ơi, con khổ quá mà. Thôi thôi, con gái mẹ làm sao thế này? Lại cãi nhau với thằng Tú đúng không? Con
khổ lắm rồi, con không thể sống bên ấy được nữa, con muốn ly dị. Ly dị á? Thôi, bình tĩnh đã nào, thì nó đánh con à? Anh ấy mà đánh con thì đã hạnh phúc rồi. Hả? Thế con thích bạo lực à? Tại bối, ngày xưa bố cứ khen anh ấy tiết kiệm, con lấy anh ấy sướng cả đời. Sướng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mùa đông không được tắm nước nóng, mùa hè thì không được bật quạt, sống cứ như là người tiền sử ấy. Bà xem, nó giống tin bà đây. Ông đừng có bên cô dễ quý của ông nữa nha. Nó làm con gái tôi khóc là tôi không để yên cho nó đâu. Cái bà này, bà chiều nó thế đây à? Đi đi. Mau đi đi. Không, không đi là không. Để mẹ. Đúng thật là như thế không? Con nói thật mà. Anh Tú, anh mau bước ra đây. Mẹ sang chơi ạ? Anh làm cái gì cái chinh mà nó về nhà nó khóc tu tu lên. Ông nhà tôi nói tôi sang đây xử lý cậu đây. Con cũng tính sang thưa chuyện bố mẹ, mà con mời mẹ ra phòng khách ngồi. Nhà gì mà nóng thế? Anh bật hộ tôi cái quạt cái. Mẹ ơi, mẹ có nóng thật không? Không nóng, tôi bảo anh bật quạt làm cái gì? Bật đi. Dạ vâng ạ. Cuối cùng cũng có tí gió. Phải tranh thủ tắt quạt mới được. Nhà thì nhiều quạt thế này, mà sao con chinh nó lại cứ kêu nóng vậy nhỉ? Đấy, cái vấn đề này con cũng tính sang hỏi mẹ. Hình như nhà mình có cái chen nóng mà mẹ. Có cái chen nóng mà mẹ. Cậu bật to cái quạt lên. Uống tí nước cho đỡ háo cái đã. Cốc với áo giống nhau này. Mẹ khát nước à? Mẹ để con rót nước cho. Ôi dồi ôi, cái nước gì mà tanh thế này hả? Mẹ này, đun nước chè thì tốn ga, uống nước máy này cho nhuận tràng mẹ ạ. Gì cơ? Tôi hiểu vì sao con gái tôi nó lại vác cái bụng bầu về nhà rồi. Thôi, tôi cáo từ, anh tôi về. Mẹ khuyên chinh tối về nhà hộ con nha. Ui giời, quên chưa tắt quạt. Tốn điện quá. Ông ơi, sao rồi bà? Bà Hiệp liền kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bà sang nhà ông con rể Tú cho chồng nghe. Ông Hưng nghe xong liền nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp con rể. Cháu làm thiếu thuốc. Dạ, con xin ạ. Mỗi lần ông Hưng mời thuốc, Tú đều nhận nhưng không dùng mà đút vào túi cất đi. Điều đó tiếp tục đến khi bao thuốc không còn điếu nào. Con cảm ơn bác nhé. Bằng này con về mời khách của con. Vợ chồng ông Hưng bà Hiệp nhìn nhau rồi quyết định một điều gì đó bí mật. Ai vậy nhỉ? Tú đây à? Đến viện ngay, cái chinh nó nhập viện rồi. Con đến ngay đi Tú ơi. Hả? Sao cơ ạ? Alo, alo. Bác sĩ ơi, bác sĩ, làm ơn giúp con tôi với. Con ơi là con. Sao số con tôi khổ thế này? Chị nhà đang bị động thai và thêm bệnh trầm cảm lẫn nhiều bệnh khác nữa, nên phải cần tầm 1 tỷ. Nên phải cần tầm 1 tỷ để chữa trị ạ. Cái gì cơ ạ? Ôi dồi ôi, tất cả là do anh, nó đòi ly hôn với anh đấy. Ôi con ơi, sao số con khổ thế này con ơi. Chị bác sĩ, có đúng là 1 tỷ không ạ? À? Đúng thế. Kiểu này chắc phải bán nhà đi mất thôi. Mời anh ký vào đây thêm chi phí điều trị, còn không mất cả mẹ lẫn con. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì trước mặt Tú lại hiện ra những hồi ức đẹp khi hai vợ chồng bên nhau. Cả hai đã từng sống vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào. Bố mẹ, bố mẹ ở đây chăm sóc chinh giúp con. Bây giờ con về bán đất, chữa trị cho cô ấy.
Vợ con là trên hết. Vậy, vậy đi. Chúng ta thành công rồi. Vợ ơi, anh xin lỗi. Em bị như thế này tất cả là do anh. Anh hứa từ giờ sẽ không hà tiện nữa, sẽ chăm sóc mẹ con em tốt hơn. Em hãy mau chóng khỏe lại để về với anh nha. Con nào cũng là con anh, anh hứa sẽ đều yêu thương, chăm lo như nhau. Em mau tỉnh lại đi mà. Cuối cùng thì anh ấy cũng hiểu được rồi. Một thời gian sau. Vợ ơi, mát chưa, mát chưa? Ê, để anh, để anh. Uống nước khoáng cho nó tinh khiết nha. Em mau uống đi. Anh ơi, em thèm ăn đồ chua. Cái gì cơ? Đồ chua? Ý em là em thèm ăn xoài chua. Anh mua cho em nhé. Xoài chua? Kiếm đâu ra bây giờ? Anh không đi á, là em lắc bụng con anh ra này. À, để anh đi, anh đi. Hai mẹ con ngồi đây chờ anh nhé. Xoài chua đây, xoài chua của em đây. Anh ơi, em muốn đọc báo. Báo á? Con anh muốn đọc. Ở đây, 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 để anh đi lấy. Con gái mẹ ngoan nha. Cuối cùng thì gia đình Tú và Chinh đã thấu hiểu, thông cảm cho nhau và sống vui vẻ hạnh phúc. Chinh kia rồi. Mẹ tận tay bắt được, đừng có cãi nữa nhé. Con chào bác ạ. Bác xin lỗi Chinh nha. Suốt ngày không chịu học hành tử tế, chỉ giỏi bắt nạt bạn thôi. Mau xin lỗi Chinh đi. Trả cậu này, tôi mới cắn có một miếng bé xíu thôi đấy. Như thế này mà bé à? Sao cậu không nhai cả xiên luôn đi? Đang nói gì thế không biết. Bác nhờ Chinh thỉnh thoảng để mắt tới thằng Tú nhà bác nha. Thằng nhóc này suốt ngày bày trò nghịch ngợm. Ở trường có biến gì nhớ báo với bác nhé. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Cậu ấy sẽ không qua khỏi đôi mắt cứu vợ của con đâu. Cứ liệu hồn đấy. Thích ăn đòn không? Tú, nghe rõ chưa? Vâng. Liêu liêu. Ngày hôm sau. Tú không nhờ? Quán nét tốc độ chậm, 2K một giờ. Tiêu đời cậu rồi nha nhóc con. Có bằng chứng đây, để xem cậu chối cãi thế nào. Đưa đây. Cậu đứng lại ngay. Chinh, đứng lại đã. Cậu xóa ngay mấy cảnh đó đi. Cậu tính giở trò gì đấy hả? Xóa ngay. Tôi thay trời hành đạo chứ còn gì nữa. Mẹ cậu đã dặn tôi là phải để mắt tới cậu rồi nha. Trốn học đi chơi nét nè. Hảo hán đây. Này này, nể tình huynh đệ bao năm của chúng ta, tha cho tôi lần này đi mà. Chỉ một lần này thôi nha. Chinh xinh đẹp, Chinh dễ thương, tha cho tôi nha. Thôi được rồi, nể tình cậu đáng thương, tôi tha cho cậu một lần này thôi đấy nha. Thật á? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cứ thế nha, tôi về đây. Đứng lại đã. Với một điều kiện. Điều kiện gì nữa? Lại đây. Không được đâu. Không được à? Thế thì cứ thế nhé. Tôi đồng ý. Thế mới là anh em tốt. Đi về thôi. Khó chịu thế nhỉ. Bắt mình trực nhật vất vả thế này. Để ai đó được thoải mái đi hẹn hò. Tức chết đi được. Quay một vòng nào. Đã vậy, tôi sẽ quay lại video cậu đi hẹn hò là bằng chứng, để xem sau này cậu còn uy hiếp tôi không. Ui, ui, ui.
phải là muộn chinh sao? Chết cha. Đứng yên nhờ tí nào. Ờ, mà khoan. Kéo quần lên. Anh sai. Em không cố ý. Em kéo lên như cũ rồi đó. Đúng rồi. Em nhìn kìa Vinh. Đẹp quá anh nha. Anh ơi, anh chờ em một lát nhé. Em ra kia tí. Trời ơi, đang định quay chứ. Ngủ trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế. Alo, tôi gặp rồi. Trông cũng xinh xắn đấy, nhưng mà còn non và xanh lắm. Ui, bạn cứ yên tâm. Tôi yêu một lúc mấy người chẳng được. Thông minh như tôi, tự có tính toán cả rồi. Anh kia. Cậu lại đây. Tôi á, chiến thần công lý, chúa tể diệt những tên lăng nhăng nhanh đấy. Đứng lại ngay cho tôi. Anh Hiệp ơi, anh ấy làm gì mà không nghe máy vậy nha. Quái lạ thật đấy. Hôm qua anh ấy biến mất như một cơn gió luôn. Về nhà cũng không thấy liên lạc gì cả. Rõ ràng là anh ấy thích tôi mà nhỉ. Ôi trời ạ. Anh Hiệp ơi, nhắn tin cho em đi mà. Ý, vừa nhắc cái có luôn này. Cái gì thế này? Làm sao đây? Tại cậu dọa cho anh ta chạy mất dép rồi chứ gì. Lại thất tình nữa rồi. Anh Hiệp ơi. Một con vịt sẽ ra hai cái canh. Hai con thằng là con đùa nhau căng nhau đứt đuôi. Con chim nợn. Mạnh nữa lên. Thần thái lên nào. Anh ơi, được chưa anh ơi, em mệt. Anh ơi, nghỉ được rồi đúng không anh ơi? Được rồi. Vậy anh cho em xin cái quần. Trả. Dạ, em xin ạ. Tôi á, quay sắc nét lắm. Giờ tôi sẽ cho anh một tiếng nhắn tin chia tay với Chinh. Và chưa cái tật lăng nhăng đi. Không làm á. Đảm bảo tên anh sáng nhất đêm nay luôn. Nhớ đi. Chiêu này quả là hiệu quả. Cậu có phúc lắm mới có được người bạn 100 điểm như tôi đấy. Đợi tôi với. Không việc gì phải buồn. Đây bạn thích ăn gì tôi bao hết. Đi thôi nào. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Lên là lên anh em ơi. Yeah. Thiên đường là đây chứ đâu. Wow. Mang đồ ăn ra đây nhanh lên. Hả? Cái gì thế này? Bố mẹ ơi. Chuyện gì mà om sòm lên thế? Thôi ngoan. Ngoan, bố thương. Con trai của mẹ, sao nào? Bố mẹ nhìn xem, con gọi đồ ăn chứ có gọi hoa quả đâu. Có mỗi mấy việc mà không làm ra hồn. Phục vụ như thế à? Bà làm ăn kiểu vậy à?
Dạ tôi xin lỗi, tôi nhầm. Nhầm gì mà nhầm, bà bị đuổi việc. Thôi đi đi, nhanh lên. Tôi xin lỗi ạ. Thôi đi đi, đừng nói nhiều. Con trai cưng của ta ngoan nha. Bố mẹ cho bà giúp việc nghỉ rồi, vui lên nha. Mình đúng là con cưng mà. Không mau tỉnh dậy mày đi làm đi, ở đó mà mơ mộng à. Phá sản, xin rủ lòng thương. Chuyện này là thật sao? Đây là gầm cầu mà thiên hạ vẫn nhắc đến đó sao? Bố mẹ, chuyện này là sao? À, là Tú phải không? Bố ơi, con có ý này, bố xem được không ạ? Chuyện này... Muốn có số tiền này thì thằng Tú phải theo ta. Dạ được ạ. Đi mau lên. Nhanh lên, nhìn cái gì? Đây là... Cầm lấy. Mau dọn dẹp nhà cửa cho tôi đi nha. Dạ vâng ạ. Làm cho sạch vào đây. Còn chỗ dưới này nữa, lau dọn cho nó tử tế vào. Làm cho nó nghiêm túc vào. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Vậy là từ một cậu công tử nhà giàu được bố mẹ nuông chiều không phải động tay chân làm bất cứ một công việc gì, thì giờ đây lại thành giúp việc cho gia đình của một trong những tên bạn ngày xưa dưới trướng mình. Vào trong bếp nấu cơm đi. Nấu cho ngon đấy, không thì liệu hồn. Eo ơi, tành thế. Cả đời giờ mình mới động mấy cái này. Làm thế nào bây giờ? Ôi mẹ ơi, cứu con. Ui giời, cho hết vào cho nhanh. Thôi chết, quên chưa đổ rác. Một lúc sau. Cái gì đây? Châu luộc nguyên rễ. Cả rạng bóng đêm. Đây mà là nấu ăn dọn nhà sao? Nóng thế nhỉ? Này! Ôi trời! Giật cái mình! Quần áo ta mà dám để lâu người à? Mau đi ra đây! Nhanh lên! Tha cho cháu! Cháu vừa rồi ạ! Ui! Đau quá! Cầm lấy này! Cây hương vị này. Wow, thơm quá đi mất. Đúng là món yêu thích của mình. Lâu lắm rồi mới được ăn lại món của mình. Sao toàn xương thế này? Bất ngờ chưa bà già? Làm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu nha. Không biết mọi người đã ngủ chưa nhỉ? Đói quá đi mất. May quá, vẫn còn ít đồ ăn thừa. Đây. Ai cho ăn vụng ban đêm hả? Bỏ xuống. Đi ra ngoài, mau lên. Sáng hôm sau. Chán thế nhỉ? Đói bụng quá. Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?
Con ăn từ từ thôi, không nghẹn. Đó chẳng phải là Tú, con trai ông chủ cũ sao? Cô, con xin lỗi cô. Con biết lỗi rồi ạ. Không được coi thường sức lao động của người khác. Thôi, không sao. Cô không trách gì con đâu. Cùng là người với nhau, gặp nạn nên giúp đỡ, con nhớ nhé. Dạ vâng ạ. Thôi, theo cô về nhà. Cô nấu cho ít đồ ăn, mang về cho bố mẹ. Vậy nên sống ở đời, không biết trước ngày mai mình sẽ ra sao. Đừng cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ngoan, tìm cho bố cái điều khiển xem nào. Nhanh lên. Đây ạ. Ngoan, dạ. Lên gấp quần áo cho mẹ. Vâng, đợi con tí. Kênh Thu Hiền TV này hay thật đấy bố ạ. Hay không con, diễn xuất không chê vào đâu được. Đấy, đây. Trang, mẹ sai mày đi gấp quần áo kìa. Em nghe mẹ. Em cái gì, mẹ gọi mày. Em nó còn phải học hành, mày rảnh rỗi lên gấp quần áo cho mẹ đi. Bố nó có học đâu, nó đang xem TV mà. Em nó xem Thu Hiền là để trau dồi kỹ năng sống. Đúng không con gái? Vâng, vâng ạ. Còn đứng đấy làm gì, con lên phụ mẹ gấp quần áo đi. Bố còn mình ăn bim bim xem phim tiếp nha. Thả ra bố đút cho nào. Một lát sau. Biu, biu. Rum, 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 rum. Anh Hoàng, cho em chơi ô tô với. Em mà. Bỏ ra. Cho em chơi một tí thôi. Biến ra chỗ khác. Ôi da. Bỏ xít. Cho em mượn một tí. Không. Mượn một tí thôi. Bỏ ra. Mày có bỏ ra không? Sao anh bỏ xít thế? Cho em mượn một tí thôi. Mượn một tí. Gì vậy hả? Không ô tô của tao rồi. Mau để ô tô cho tao đi. Khoan. Sao mày lớn rồi không biết nhường em vậy hả? Nó làm hỏng ô tô của con. Ai bảo mày không nhường nó? Sao bố cứ bà nói thế? Nó là con nuôi, con mới là con ruột của bố đây này. Im ngay. Thôi, bố dẫn con đi mua đồ chơi khác. Đã thế, con bỏ nhà đi cho bố xem. Lạnh quá. Có điện thoại. Là mẹ gọi. Bỏ đi. Dù gì bố mẹ cũng coi mình ra gì đâu. Lần này cho biết thế nào là lễ hội. Ôi da. Sao lắm mũi thế nhỉ? Biến đi, biến đi. Dám đốt tao này. Ôi bụng. Sao mày lại kêu vào lúc này cơ chứ? Đói quá đi à. Giờ mở nhà là đã có cơm ăn rồi. Mùi ở đâu thế nhỉ? Ôi trời ơi. Eo ơi, thôi thế. Mấy tiếng trôi đi. Vừa đói vừa lạnh. Hay bây giờ mình về nhà nhỉ? Không được. Không thể đánh mất cái danh dự này được. Là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Đêm hôm ấy. Bản lĩnh bỏ nhà đi thì có, nhưng đói thì không chịu được. Chắc giờ này bố mẹ cũng ngủ rồi. Bố mẹ ơi, anh Hoàng về rồi. Con kia, mẹ bé cái mồm thôi. Đêm hôm cũng chịu mò về rồi đấy à? Dạ, con tí tuổi đâu, đã bày ra bỏ nhà đi. Hư này, hư này. Lần sau chịu cái tội bỏ nhà đi chơi. Tại mày, còn ranh mắt kiểu kia. Ngày hôm sau. Bố mẹ về quê ăn cưới, hai đứa ở nhà ngoan nha. Dạ, mẹ đi đây, bye bye bố mẹ. Yeah, tự do rồi. Yeah, yeah, yeah. Mày nhìn cái gì, còn không mau đi dọn dẹp nhà cửa đi. Không. Bố mẹ đi vắng rồi, để xem ai bên mày. Em gọi điện mách bố mẹ. Mày thử xem. Em cầm lấy, dọn dẹp đi nhanh lên. Anh bắt nạt em. Đáng ghét. Mày còn nhìn đéo tao à? Hả? Em có nhìn đâu, em đang ăn nhà mà. Nhanh cái tay lên. Hai tiếng sau. Ngon quá đi. Đưa đây.
dẹp xong chưa? Ngồi đi ăn hả? Anh nhìn xem, sạch bông sáng bóng luôn. Được, mày giỏi đấy. Đây. Gì vậy trời? Anh làm cái trò gì đấy? Bây giờ mày nhặt đậu đen ra đậu đen, đậu xanh ra đậu xanh cho tao. Anh là gì ghẻ à? Anh là gì ghẻ à? Tao là bố gì ghẻ đấy. Nhặt hết cái này cho tao. Xem anh bắt nạt được em nữa không nhé. Cho cây phù mỏ anh lên luôn. Xong chưa? Nhanh lên, tao đói lắm rồi. Có ngay, có ngay. Mời anh. Thơm đấy, thơm đấy. Mày chiếm bố mẹ tao đúng không? Mày chỉ là con nuôi thôi, đừng có mơ. Sao anh cứ lại nhảy mãi chuyện con nuôi với con ruột thế? Mày xin là xin vĩnh biệt cô. Anh Hoàng, dậy mau, anh định giả vờ hả? Dậy, dậy mau, anh Hoàng, anh đang đùa em đúng không? Dậy mau anh Hoàng. Đau tay quá. Tránh ra, tê quá. Ôi dồi ôi, đầu thế không biết. Con gái còn lứa đầu nặng như heo ấy, tê hết cả tay rồi. Anh tỉnh ra, mày quá anh chưa chết. Mày quá anh chưa chết. Mày thật đấy. Chết cái đầu mày, chết thì mày chiếm bố mẹ tao à. Cái thằng này, ăn với chả nói. Có biết vì sao con vào được đây không? Sao ạ? Con nhớ gì đâu. Để bố kể cho nghe. Ôi da. Không được rồi, phải tìm người giúp. Bác Tiến ơi, giúp cháu với. Sao không có ai thế này? Bác Tiến ơi, giúp cháu với. Em làm xong thủ tục cho con rồi. Hoàng, con đừng gây chuyện nữa, nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Trang, đi chích ngừa bệnh dại đi con. Dạ. Đi chậm thôi. Đây, anh xem lại bệnh án của anh đi. Đừng có làm bố mẹ lo lắng nữa. Bố, chân của Trang. Trang nó bị chó nhà Bắc Tiến cắn, mà nó vẫn cố đưa con đến đây đấy. Con cũng có bệnh, mà sao bố mẹ thương nó hơn thương con vậy? Con mới là con ruột của bố mẹ cơ mà. Bố mẹ đều thương hai đứa như nhau. Lúc bố mẹ nhận nuôi cái Trang, con bé rất là đáng thương. Tránh ra, tránh ra. Có ai không? Cứu con với. Đừng qua đây. Ôi dồi ôi, cút đi, cút đi. Cô bé, con có sao không? Con bị thương ở đâu không? Con sợ lắm. Bố mẹ đâu, sao cháu ngồi đây? Con không có bố mẹ. Đây là hộp quà con bé chuẩn bị để tặng con đây. Con... Đừng giận, em xin lỗi anh nhé. Mình thật là có lỗi với con bé. Vài ngày sau. Anh xem kìa, buồn cười quá đi. Hoàng ơi, lấy cho bố cái kính. Dạ. Nhanh lên. Đây ạ. Hoàng ơi, xuống giúp mẹ nấu cơm. Dạ. Để con giúp mẹ nấu cơm nha. Ngoan nào, mẹ về ngoại ít hôm, ba anh em ở nhà ngoan biết chưa? Mẹ, con không chịu đâu. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đi rồi, yeah. Yeah, yeah. Mẹ về sớm nha. Mua quà cho bọn con. Các con nhớ ở nhà bảo ban nhau đấy. Yeah. Mẹ ơi. Ừ, tao đến bây giờ đấy. Bye bye. Đứng lại.
cái tay ra. Ủa, gì vậy? Mày dám mách mẹ hai anh bị điểm kém à? Xí. Cái gì đây? Đưa xem nào. Trả lại cho em. Không. Trả đây. Đừng. Bật ly. Ôi không, quà của em. Đưa ra anh xem nào. Trả cho em. Đó là quà sinh nhật em tặng bạn đây. Ăn mảnh không tốt đâu. Của em. Lèo lèo lèo, không trả, không trả đây. Sao ban ngày mà lại có sao thế này? Tóc của mình. Ngon đấy. Cảm ơn em gái nha. Các anh, cái đồ đáng ghét. Làm anh trai, chỉ để bắt nạt em gái thôi sao? Tôi muốn được làm chị gái. Bắt đi nè. Lèo 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 lèo. Bắt được rồi nha. Yeah. Ui, buồn cười quá đi mất. Buồn quá, buồn quá. Chị gái. Chị gái. Lớn xác rồi mà chỉ là chơi. Mau lau nhà cho chị mau lên. Nhanh lên không thì bảo cả cái thằng này nữa. Vâng vâng, bọn em đi ngay ạ. Đi lối này cơ mà. Dạ dạ. Không được nghỉ, lau tiếp đi. Xì. Nhớ lau cho sạch sẽ đấy. Cả lá cây nữa. A few moments later. Ủa anh, ủa em. Có đưa không? Không đưa. Đưa đây, không đưa. Đưa đây, không đưa. Tiếng gì thế nhỉ? Trời ơi là trời, cái gì thế này hả? Dọn đi. Bọn em xong rồi ạ. Nào, ăn đi các em. Ăn nhiều vào nha. Gì? Của em chứ? Của anh. Của em, của anh. Đưa đây, không đưa. Bỏ ra. Chuyện gì thế này? Có ăn không thì bảo. Ăn đi. Tại anh, tại em. Để rồi xem. Ui, ui, ui. Đáng đợi mà. Giảm đều em à. Không phải chứ. Trời ơi là trời. Ôi, đừng khóc nữa mà. Chị thương, chị thương. Thằng này nữa. Mau lau mặt đi. Ra kia rửa mặt đi. Buồn cười quá đi. Các em nữa, đi rửa mặt đi, nhanh lên. Ôi mẹ ơi. Sao lại bừa bộn thế này không biết. Cái gì thế này? Lại gì nữa đây? Có bóng. Tránh ra. Bóng của em chứ. Của anh. Tranh thủ rửa bát cái đã. Chúng chị rồi.
Ngày hôm sau. Đảo lên này. Động đất à, dừng lại ngay. Ôi trời ơi, cái lũ nghịch ngợm này. Dạ. Hai cái đứa này có đi tắm không thì bảo. Vâng. Vâng ạ. Anh đi trước. Không, em đi trước. Đợi em ơi. Cuối cùng bọn nó cũng ngủ. Mình cũng đi ngủ thôi. 5 minutes later. Chị Hạnh, chị Hạnh. Ơ, Quân, em đi đâu thế? Chị Hạnh, có mà. Hình như có mà. Chị vào xem sao. Sao tối thui thế này? Chị cẩn thận đây. Chị không nhìn thấy gì cả. Thằng Hiếu đâu rồi? Sao chị không thấy nó đâu? Mẹ! Wow! Xem hai người sợ chưa kìa. Không ngờ tới phải không? Đồ đáng ghét! Anh dám chơi bọn em này. Ôi trời ạ! Anh có đứng lại không? Còn lâu nhé. Đố em bắt được anh. Liêu liêu. Ô, trời ơi. Chị Hạnh, chị dậy rồi à? Không. Hạnh, sao vậy em gái? À, các anh. Có chuyện gì vậy? Tránh xa em ra. Gì vậy? Nó làm sao thế không biết? Không hiểu gì luôn. Bà Chinh ơi. Ôi da. Cái thằng ranh nào không biết. Bà Chinh ơi, mấy đồ đồng nát bán đâu bà ơi? Bà tao không có nhà đâu. Đúng là thằng nhà quê có khác. Ui dồi ôi, hồi thế. Cái thằng này. Cháu đừng có chấp. Nó ở thành phố về nghỉ hè. Nó chưa quen ấy mà. Cháu chờ tí mà vào lấy ve chai. Vâng ạ. Cái gì lạ thế nhỉ? Đừng có động vào. Đây là đồ chơi của tao đó. Là gì thế? Nhìn xem. Ôi, chạy được kìa. Xịn thế. Mày có muốn chơi thử không? Có. Định làm gì? Mày nhớ mặt tao đấy, cất quá đi về à. Không tiện nha. Cháu làm cái gì đấy? Dạ. Cù Hiệp nó đâu rồi? Nó có việc bận, nó về rồi bà. Cái thằng này, đã mang ve chai ra rồi mà nó còn đi mất thế này. Mất công quá. Piu. Trúng này. Yeah. Chán thế nhỉ. A few moments later. Ê, cho mày biết tay tao. Yeah, được rồi. Tiếp này. Tự dưng xoay người làm gì không biết. À. Không gì là không thể. Tao lấy hết sạch luôn. Ha ha. Về nha. La 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 la. 2 hours later. Bắt này. Bọn kia. Chúng mày. Cảm ơn anh Hoàng đi. Em cảm ơn anh Hoàng nha. Bọn mày. Hả? Cảm ơn bạn nha. Quần đẹp đây. Thằng kia, mày nhớ mặt tao đây. Ngày hôm sau. Thằng nhà quê kia nó dám chơi mình. Đã vậy, mình sẽ hái hết trái cây nhà nó luôn. Này thì xoài này. Hôm nay tao bật chuỗi cây luôn.
Cái thằng kia, ai cho mày hái xoài nhà tao? Xoài tao bán để cho em tao đi học. Ai cho mày hái hả? Thích đấy thì làm sao? Ây ôi, đầu của tôi. Giỏi thì lên đây. Mày dám thách tao á? Lèo 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 lèo. Hảo Thiên Khuyến. Ôi mẹ ơi, chó, chó. Ở nhà tiếp khách, anh đi làm đây. Ôi trời ơi, xuống kiểu gì bây giờ đây? Ôi anh chó ơi, anh tha cho em đi mà. Trời tối dần, nó ngủ rồi. Nhân cơ hội này mau chuồn thôi. Mày quá. Nay được nhiều vỏ chai bà nhỉ. Ôi bà ơi, bà ơi, bà có nhìn thấy cái điện thoại của con đâu không? Cháu đã tìm kỹ chưa? Con tìm hết rồi không thấy đâu cả. Cháu có đi đâu không? Hôm qua cháu ở nhà cả ngày, có mỗi sang nhà thằng Hiệp vặt trộm. Nhìn gì đấy? Đúng rồi, mày đứng lên. Mày lấy điện thoại của tao đúng không? Bỏ ra. Mày thích thì mày khám đi. Nè, khám thoải mái đi nè. Sao lại không có? Này, mày làm cái gì thế? Tao không tin, không thể nào. Bà ơi, con mượn điện thoại để con định vị cái điện thoại của con cái. Chờ bà tí. Đã bảo không có rồi mà. Đây đây, điện thoại đây. Ôi giời, sao bà bọc kỹ thế? Bố mẹ mày mua đồ xịn quá, bà không biết dùng nên bà cất đi cho mới. Đâu thế, thấy chưa? Ê, đợi tao với. Bên này, bên này. Thấy chưa? Ôi. Ơ, Trang. Ơ, anh Hiệp. Mày đi đâu thế này? Em. Tôi đây, điện thoại của tao, biết ngay hai anh em mày là đoạn cắp mà. Chắc có sự hiểu lầm đấy, em tao không ăn trộm đâu. Bằng chứng rõ ràng đây mà hai anh em chúng mày còn cãi à? Thôi thôi. Có gì hết, có gì hết. Anh em nhà này dám lấy điện thoại của tao á, em tao không ăn trộm, chúng mày đừng có vu khống. Bắt tận tay dây tận trán mà nó còn cãi được kìa. Cho chúng nó một bài học luôn đi. Em tao không có ăn trộm. Đem nó. Ê, dừng lại. Em tao bị oan. Đồ ăn cắp này, ném chúng nó đi. Anh ơi. Đừng sợ, có anh đây rồi. Thôi, bà xin mấy đứa, đi về, đi về đi. Nhớ đây. Em không ăn cắp, em không có ăn cắp. Anh biết mà. Mưa rồi, anh đưa em về nhé. Thôi, nín đi, đi về. Đi về nhanh thôi. Ôi, bà ơi, bà ơi, bà làm sao thế này? Bà ơi, bà, hai thằng kia, giúp bà tao với. Mưa lắm, bọn tao về đây. Có ai không, giúp bà tôi với. Cứu, cứu. Ôi, bà ơi, bà làm sao thế này? Giúp, giúp tao, cho bà vào bệnh viện với. Thôi chết, bà lại lên cơn đau tim. Bà ơi, bà cố lên. Bà ăn cháo đi à. Bà chịu khó ăn uống cho mau khỏe nhé. Ôi, bà tỉnh rồi ạ. Hoàng, bà làm cháu sợ quá. Bà không sao, may mà có Hiệp với Trang, không thì bà cũng không qua khỏi. Ai lại nói thế hả bà? Khéo lại gặp ông mày rồi đấy. Kìa bà, cảm ơn hai người. Có gì đâu. Ờ, mà cái vụ điện thoại ấy. Điện thoại của ai đây? Xem ai tìm đem trả mới được. Vừa nãy Trang đã giải thích cho tao nghe rồi. Là tao sai, tao xin lỗi mày nha. Thôi, có gì đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm ấy mà. Gạt cháu thế này là bà mừng rồi. Bà ơi, bà ăn nốt cháo đi cho nóng mà. Bà uống nước nữa đi nè. Một tháng sau. Thôi, tao chào mày nha, tao đi về thành phố đây. Món quà này tao tặng mày đấy. Tạm biệt, bảo trọng nha. Tao đi đây. Ừ, đi đi. Ôi cha mẹ ơi, Giang, Giang. Đồ sọ lá, mày về rồi vẫn còn chơi tao à. Yên tâm, năm sau tao sẽ về tìm mày. Nhớ về đấy nha, tạm biệt.